Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Và hôm nay thì tôi muốn nói tới dòng Calatrava của Patek Philippe. Bây giờ khi nhắc tới Calatrava, người ta sẽ nghĩ đây là dòng đồng hồ entry level của Patek, có nghĩa là cái dòng đồng hồ mà phổ biến và có mức giá thấp nhất. Vâng, nhưng mà ít người biết rằng cái dòng đồng hồ này chính là cừu cánh và là cái đòn bẩy để Patek Philippe có thể đạt được thành công như ngày hôm nay. Và ngày nay thì Patek Philippe là một thương hiệu quá nổi tiếng rồi, biểu tượng của sự thành công. Nhưng mà không phải lúc nào Patek Philippe cũng thành công như vậy. Vào khoảng những năm 1930 thì Patek Philippe gặp rất nhiều khó khăn. Vào thời điểm này, những người sáng lập ra thương hiệu, đó chính là gia đình Philippe, đã phải bán lại công ty này cho gia đình mới, đó là gia đình Stern. Và gia đình Stern từ đó đến nay vẫn là những người điều hành công ty Patek Philippe. Không được như Audemars Piguet, thương hiệu này thì vẫn đang được điều hành bởi hai gia đình là Audemars và Piguet. Thì Patek Philippe đã thuộc về một chủ mới. Khi vừa mới tiếp quản được công ty Patek Philippe thì việc đầu tiên của gia đình Stern đó là thiết kế một mẫu đồng hồ đơn giản, đẹp, trang nhã. Đó là mẫu Reference 96 và tiền thân của dòng Calatrava ngày nay. Chính nhờ cái thành công của mẫu Reference 96 đó mà chúng ta có dòng Calatrava, một cái dòng nổi tiếng. Và ngày nay thì dòng Calatrava đã bị lu mờ một chút bởi Nautilus, bởi lịch thường niên, lịch vãn niên, những dòng Grand Complications của hãng. Nhưng mà thực tế thì Calatrava vẫn có chỗ đứng rất là vững chắc và là một trong những cột trụ của Patek Philippe. Đây là bộ vỏ officer, bộ vỏ sĩ quan mà tôi đã nhắc đến trong một video clip trước đây. Và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì tôi sẽ dẫn đường link của video đó ở dưới phần description. Đặc điểm của bộ vỏ sĩ quan này là gì? Thứ nhất, đó là phần càng nối dây được cố định bởi hông vít này. Và thứ hai, đó chính là phần đáy. Và phần đáy chúng ta có thể cậy ra. Phần này thì người ta gọi là phần dust cover, có nghĩa là phần chống bụi cho bộ máy. Thực tế thì thiết kế này chỉ có tác dụng trên đồng hồ bỏ túi mà thôi. Còn ngày nay với đồng hồ đeo tay, thiết kế này chỉ có tác dụng trang trí. Còn về tính hữu dụng thì thực tế là không có nhiều lắm. Nó gợi nhớ tới một thiết kế thời xa xưa, từ đầu thế kỷ 20. Vâng, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết hơn một chút về bộ mặt đồng hồ, đó chính là mặt số. Mặt số của mẫu 5153 này thì có gì đặc biệt? Vâng, phần đặc biệt nhất đó chính là phần guilloche ở phần trung tâm mà tôi đã nhắc đến rồi. Những góc số thì đều là góc số hình mũi tên. Và riêng ở phần góc 12 giờ thì chúng ta có thể thấy là mũi tên này đặc biệt hơn một chút và tạo điểm nhấn trên đồng hồ. Phần cửa sổ ngày ở góc 3 giờ, các bạn có thấy là có một đường viền bằng vàng hồng. Và ở góc này thì có thể bạn không nhìn thấy rõ lắm, nhưng thực tế thì tất cả những cái chấm chỉ phút xung quanh mặt số đều được làm từ vàng hồng, tương tự là dòng chữ Patek Philippe Genève ở đây. Còn ở góc 6 giờ vẫn là dòng chữ Swiss Made quen thuộc. Có điểm khá hay đó chính là hai cái núm này. Và hai cái núm này giúp bảo vệ cái núm chỉnh giờ và tránh khỏi những cái va chạm. Và khi bạn va chạm thì nó sẽ trượt qua và đỡ ảnh hưởng trực tiếp đến cái trục của núm chỉnh giờ này. Bởi vì đây là bộ phận dễ bị hư hỏng nhất, dễ bị tác động bởi lực bên ngoài nhất của chiếc đồng hồ. Vâng, bộ máy được sử dụng bên trong chiếc đồng hồ thì rất là quen thuộc. Đó là bộ máy 324SC. Và cái máy 324 này thì đã dùng rất nhiều năm rồi. Nhưng mà theo thời gian thì được cải tiến thêm nhiều với dây tóc silicon này, với các tiêu chuẩn chất lượng con dấu Patek Philippe này. Và những cái thứ này thì tôi đã nhắc đến trong rất nhiều video trước rồi. Vâng, về độ hoàn thiện thì chúng ta không có nhiều để nói về mẫu đồng hồ này, chỉ một từ đây hoàn hảo. Và tất cả các mẫu đồng hồ Patek Philippe thì đều đạt độ hoàn thiện đến mức hoàn hảo. Những cầu nối được vát cạnh này, những đường vân sọc của test về Genève này, hay những vân xoáy tròn ở khung máy đằng sau này, tất cả đều được chăm chút, và kể cả những cái bộ phận mà không được nhìn thấy. Vâng, về cơ bản thì bộ máy này có tần số là 28.800 nhịp mỗi giờ với 29 chân kính và đạt chuẩn chất lượng con dấu Patek Philippe. Và có một điểm ở bộ máy này mà tôi muốn nói thêm, đó là bộ máy này được kiểm tra độ chính xác ở 6 vị trí khác nhau. Bên cạnh đó thì bộ máy này cũng được kiểm tra độ chính xác ở nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau. Vâng, kiểm tra ở nhiều nhiệt độ khác nhau thì chúng ta đã biết rồi. Còn 6 vị trí kiểm tra độ chính xác là như thế nào? Vâng, 6 vị trí là vị trí mà chiếc đồng hồ sẽ xuất hiện trên cổ tay chúng ta. Thứ nhất có thể là mặt số úp xuống như thế này, và ngược lại thì là mặt số ngửa lên như thế này. Thứ ba là mặt số nghiêng về bên trái. Thứ tư là mặt số nghiêng về bên phải. Thứ năm là mặt số trúc đầu xuống như thế này. Và thứ sáu là mặt số ngửa lên, vâng, vị trí quen thuộc này. Nhưng mà có điểm khá là hay, đó là cái vị trí như thế này, vị trí mà thường được thấy trên những trang web bán đồng hồ thì lại là cái vị trí ít xuất hiện nhất ở ngoài thực tế. Vâng, chỉ có những lúc mà bạn giơ tay lên mà xem đồng hồ thì may ra cái đồng hồ nó về vị trí như thế này mà thôi. Vâng, bây giờ tôi thử lên tay chiếc đồng hồ này. Vâng, nó cũng không ngắn gọn thì tôi không hợp chiếc đồng hồ này. Đơn giản vì phong cách ăn mặc và cổ tay tôi khá lớn, nên đeo những chiếc dress watch như này sẽ không hợp lắm. Và chiếc đồng hồ này sẽ hợp với cả sơ mi, với cả những người tay bé hơn một chút. Bộ vỏ rất là đẹp, được đánh bóng khá tỉ mỉ. Và đi kèm với đó là bộ khóa, bằng bộ khóa hoa thị quen thuộc của Patek Philippe. Đây là một chiếc đồng hồ mới nên tôi sẽ phép và sẽ không đeo mà chỉ ướm thử mà thôi. Và mẫu đồng hồ Patek Philippe 5153R hiện đang được bán với mức giá chính hãng là 34.400 đô la Mỹ. Nhưng tất nhiên đến với Gia Bảo Luxury, các bạn sẽ nhận được mức giá chiết khấu ấn tượng nhất. Để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, gọi là truy cập giaobaoluxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.